Sau khi tiến sát mốc 73 triệu đồng một lượng vào đầu giờ sáng, giá vàng SJC liên tục được điều chỉnh tăng nhiều lần trong buổi sáng ngày 28 tháng 11 và hiện vàng SJC đã chính thức vượt xa mốc này sau khi các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán tăng sốc thêm hơn 1 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng. Cụ thể, ghi nhận giá vàng vào 10 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng SJC tăng lên 72,5 triệu đồng một lượng mua vào và 73,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 750.000 đồng chiều mua và 1,05 triệu đồng chiều bán. Tương tự, công ty BNJ cũng tăng giá vàng SJC lên 72,3 triệu đồng một lượng mua vào và 73,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 700.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 72,5 triệu đồng một lượng mua vào và 73,52 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 800.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán.